rồi. Bên mình cũng chẳng có cái gì đúng không? Vâng. Ôi, tưởng là người Nhật Bản, người Trung Quốc là nó đúng rồi nữa. Đấy, đi bắt đi Trung Quốc đấy, đi cũng đi này này. Lại là em đây, lại là Liên đây. Liên tiếp tục lại livestream thác Bản Dốc ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đây. Tiếp tục livestream điểm du lịch của thác Bản Dốc nha. Đây là thác Bản Dốc nha, cho mọi người nếu mà ai chưa đi được tới đây thì cho xem du lịch qua online. Đây tất cả là khung cảnh của thác Bản Dốc nhé. Chị ơi, đi ngựa hả? Cho đi ngựa không? Đi được mà. Đi được à? Bao nhiêu một con? 30.000 một người. 30.000 một người. Bác có đi không? Không. Đây lên em chụp cho cũng được. Từ từ đang live stream để lát xíu nữa rồi. À. Thứ bảy à? Thứ bảy hội à? Mùng năm mới có lễ hội à? Lên mùng ba à? Vâng. À, giới thiệu với mọi người đây là thác Bản Dốc nhé. Mọi người đang đi du thuyền ở trên cái dòng suối này. À, Liên sắp sửa thuê cái con ngựa này để lát nữa cưỡi. Đây, chào mọi người coi Liên nha. Hôm nay Liên làm em bé Mông nha. Đây. Hello mọi người. Em bé Mông em bé Mông hôm nay đi du lịch tại thác Bản Dốc. Đâu rồi nhỉ, thác Bản Dốc đâu ta? À cái ô này che đi mất rồi. Đây thác Bản Dốc đây nha. Đây là cái con ngựa, lát nữa em sẽ cưỡi nó. Hiện giờ đây rất là nắng. Nắng lắm luôn ấy. Thấy em bé Mông chưa? Em bé Mông này. Không phải Bảo Anh ơi, không phải ở Bắc Cạn đâu nha, ở huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng nha, cách nhà của ông ngoại chị 80 cây. Sáng nay chị đi xe khách tới đây, mà hai bác cháu cũng vừa tới đây. Nay chị đi địa điểm này nữa là xong rồi, ngày mai chị sẽ vào Pleiku. Dạ. Đi thuyền đã có chứ. Quay về chụp ảnh sau. Dạ. Không khí hai bác trong này là chủ đắt đấy. Có chứ. Dạ. Ừ. Bây giờ đi, nhưng mà thuyền... À, em ơi, bây giờ mua vé thuyền ở chỗ nào nhỉ? À, mua vé đây hả? Dạ, đi mua vé đi bác ơi. Đây, giờ em sẽ đi mua vé để đi dịch vụ bè mảng tại thác Bản Dốc. Đây giá đi bè chỉ có 50.000 đồng thôi. Rất là rẻ nha, mà khung cảnh đẹp. Thác Bản Dốc là ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng nha Bảo Anh. Sao lại Bắc Cạn? Bắc Cạn là Hồ Ba Bể chứ. Đây là những con bè mảng này, những bè mảng để chuẩn bị mình đi này. Đó, khách đang chờ. Ủa, à mua vé ở đây. Anh ơi, bán em hai vé đi bè. Chiếc về mày đấy bè nó. Không à? Bán cho em hai vé đi bè đi anh. 100.000 thôi. Đang đại à? Tôi đặt cái về đây thôi. Để bán cho nó. Chỉ đi một vòng trên đây thôi phải. Vòng trên mặt nước. Dạ, bên này Trung Quốc à? Trung Quốc, dân Trung Quốc à? Đúng rồi. À, tất cả dân như mình. Chưa cho sang thẻ. Mà cho sang rồi nhưng mà đầy đủ giấy tờ mới cho sang. À. Đây chuẩn bị để mua vé đi. Sang đi lối khác rồi. Ừ, ý là thế. Ừ, bây giờ anh ơi, bây giờ có mỗi hai bác cháu là phải đợi đã hả? Đợi. Đây ông Tây này nó đi luôn. Đi. Đầu tiên luôn, chờ lâu lắm. À, chờ lâu quá, giờ chưa muộn rồi. Trip xin. Bên ngoài cục này. sắp được về rồi cô Mỹ ơi. Thôi mặc áo phao vào nhá. Mặc áo phao hả?
cắt ô đi không? Dạ, cắt ô luôn. No, no, no. Biết bơi không cần mặc hả? Không, cắn mặc, cắn mặc. Mặc dù biết bơi rồi nhưng mà theo quy định vẫn phải mặc áo phao. Đấy, chú Tây này chú không muốn mặc áo phao nhưng mà chú phải mặc. Còn em thì em cũng phải mặc áo phao đây. Bởi vì sông ở đây rất sâu, sợ uống nước lắm. Du khách hôm nay không phải ngày nghỉ lễ nhưng mà du khách cũng rất là đông nhá. À, cái đường ngoằn ngoèo ở phía bên trên kia là cầu kính nhá, nhưng mà ở bên Trung Quốc. Nhưng hiện tại thì chính phủ của hai nước chưa cho mình qua thông hành qua bên đó, chưa được đi cầu kính, cho nên hôm nay em sẽ không làm vé thông hành để đi cầu kính, mà em sẽ chỉ chơi tại thác Bản Dốc, đi bè nổi, rồi em đi bè nổi, rồi lát nữa em sẽ đi hang đá Ngườm Ngao, đi chùa Trúc Lâm. Sông nước thác Bản Dốc đây nha mọi người. Địa điểm du lịch này là cuối cùng. Ngày mai em sẽ vào lại Pleiku. Dạ. Đây. Hôm nay em làm em bé Mông nha. Bác ơi, bác cho con mượn cái mũ. Chắc có lẽ ngày mai cả nhà về á, biết ơi. Chị tính ngày 22 vào nhưng có khả năng vào sớm hơn. Dạ vâng. Em đang đi thác Bản Dốc nha. Em sẽ bỏ cái mũ này của em ra. Trời ơi, mồ hôi. Em có thuê được một bộ đồ. Đây là gọi là dân tộc Mông chính hiệu nhá. Trong đó em thuê có cả cái mũ đây nữa. Mọi người thấy em thế nào? Chuẩn dân tộc Mông chưa? Mang ít quà quê về nhà Bắc Liên. Bắc Liên lười mang lắm. Bắc Liên chỉ thích đi chơi với mang một cái ba lô thôi. Còn mang quà thì từ từ đã. Và trong đó mua quà sau. Chuẩn gái Mông rồi đúng không? Rất là đẹp. Chỉ có đi tới đây mới thuê được bộ đồ nữa thôi. Phải mặc áo phao nữa. Hôm nay em gái Mông đi thác Bản Dốc, em gái Mông phải mặc áo phao. Do không biết bơi nha, không biết bơi nên mà phải mặc áo phao nha. Mang bộ này về cho em mượn. Thích không? Thấy đẹp không? Bộ Mông này rất là đẹp đúng không? Thôi, khỏi quay em nữa bởi vì em xấu quá. Em chỉ thấy bộ đồ này đẹp nên là em khoe với mọi người thôi, chứ còn thực tế em sẽ quay lại cho mọi người nhìn thấy khác. Đây, thác đây. Đây là anh Tây. Anh Tây da đen. Phía bên kia là Trung Quốc này. Phía bên vành đai bên kia là của Trung Quốc nhé. Dân Trung Quốc cũng tới du lịch và họ sẽ dừng ở phía bên vành đai phía bên kia, bên bờ sông. Đó thì họ cũng sẽ qua, cũng sẽ thuê mảng bè mảng qua chơi ở trên lòng sông này.
ở Sapa chị bộ đấy nhìn cũng đẹp hơn. Hôm nay ở bên đây cũng có cái bộ đồ đó, nhưng mà do đã mặc rồi, bữa là làm Mông Cổ, còn hôm nay là làm Mông Cao Bằng. Hôm nay làm Mông Cao Bằng, đỏ chất trần trọt. Mỗi dân tộc sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau. Thật tiếc là cái chỗ thuê đồ đi tới thác Bản Dốc hơi xa, nên là với lại chỗ thay đồ cũng khó, cho nên không thuê 2-3 bộ luôn. Dự kiến là thuê một bộ dân tộc Mông Cổ này, một bộ áo chàm, áo dài chàm của người Tày nữa. Nhưng mà do chỗ này thay đồ hơi khó, vì vậy đã chỉ thuê một bộ em Mông này thôi. Đây, thác Bản Dốc đấy, cho mọi người xem khung cảnh hùng vĩ luôn nha. Tất cả đây là thằng khác đây. Chụp hình à? Ok, bây giờ là ông Tây này đang nhờ mình chụp hình nha. Mình sẽ chụp hình cho anh Tây này. Mọi người ngắm hình chụp hình nha. Ok. Cho sát vào nữa nha. Xem được chưa? Dạ, thank you. Beautiful. Beautiful. Không đẹp, no, no, beautiful. Chụp lại. Nhưng mà em sẽ phải tranh thủ em tắt like nhé, để em chụp hình ở đây.